lòng trung thành của các ngươi chỉ ở lời nói mà thôi. Kiến thức của các ngươi chỉ đơn thuần thuộc về trí óc và quan niệm. Những lao nhọc của các ngươi chỉ nhằm đạt được những phước lành của thiên đàng. Vậy thì đức tin của các ngươi hẳn phải như thế nào? Thậm chí ngày nay, các ngươi vẫn bỏ ngoài tai từng lời lẽ thật. Các ngươi không biết Đức Chúa Trời là gì. Các ngươi không biết Đấng Christ là gì. Các ngươi không biết cách tôn kính Đức Giê-hô-va. Các ngươi không biết cách bước vào công tác của Đức Thánh Linh. Và các ngươi không biết cách phân biệt giữa công tác của chính Đức Chúa Trời và những sự lừa dối của con người. Ngươi chỉ biết chỉ trích bất kỳ lời của lẽ thật nào Đức Chúa Trời bày tỏ mà không phù hợp với suy nghĩ của chính ngươi. Sự khiêm nhường của ngươi ở đâu? Sự vâng lời của ngươi ở đâu? Lòng trung thành của ngươi ở đâu? Lòng khao khát tìm kiếm lẽ thật của ngươi ở đâu? Lòng tôn kính dành cho Đức Chúa Trời của ngươi ở đâu? Tao phán cùng các ngươi, những người tin vào Đức Chúa Trời chỉ vì các dấu lạ thì chắc chắn là loài người sẽ bị hủy diệt. Những người không có khả năng nhận lãnh những lời của Giê-xu, Đấng đã quay trở lại với xác thịt, chắc chắn là con cháu của địa ngục, dòng dõi của thiên sứ trưởng, loại người sẽ phải chịu sự hủy diệt đời đời. Nhiều người có thể không quan tâm đến những gì ta phán, nhưng ta vẫn muốn phán với từng người được gọi là thánh đồ đi theo Giê-xu rằng: khi các ngươi nhìn thấy tận mắt Giê-xu giáng thế từ trời trên một đám mây trắng, đây sẽ là sự xuất hiện công khai của mặt trời của sự công chính. Có lẽ đó sẽ là thời điểm vô cùng phấn khích của các ngươi, nhưng các ngươi cần biết rằng thời điểm các ngươi chứng kiến Giê-xu giáng thế từ trời cũng là lúc các ngươi xuống địa ngục để chịu trừng phạt. Đó sẽ là thời điểm kết thúc kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời, và nó sẽ là khi Đức Chúa Trời ban thưởng cho những người tốt và trừng phạt kẻ xấu. Vì sự phán xét của Đức Chúa Trời sẽ kết thúc trước khi loài người nhìn thấy các dấu lạ, khi chỉ còn sự bày tỏ của lẽ thật. Những người chấp nhận lẽ thật và không tìm kiếm các dấu lạ, và do đó đã được tinh sạch, sẽ trở lại trước ngai của Đức Chúa Trời và bước vào vòng tay của Đấng Tạo Hóa. Chỉ những người cố chấp với niềm tin rằng Giê-xu không cưỡi trên một đám mây trắng là Christ giả sẽ phải chịu sự trừng phạt đời đời, bởi vì họ chỉ tin vào Giê-xu là Đấng biểu lộ các dấu kỳ mà không thừa nhận Giê-xu là Đấng tuyên bố sự phán xét nghiêm khắc và ban ra con đường thật của sự sống. Và vì vậy, chỉ có thể là Giê-xu sẽ giải quyết họ khi Ngài công khai tái lâm trên một đám mây trắng. Họ quá ngang bướng, quá tự tin vào bản thân và quá kiêu ngạo. Làm sao những kẻ suy đồi như vậy có thể được Giê-xu ban thưởng? Sự tái lâm của Giê-xu là sự cứu rỗi vĩ đại cho những người có khả năng chấp nhận lẽ thật. Nhưng với những người không thể chấp nhận lẽ thật, đó là dấu hiệu của sự đoán phạt. Các ngươi nên chọn con đường của riêng mình và không nên báng bổ Đức Thánh Linh và bác bỏ lẽ thật. Các ngươi không nên là kẻ ngốc nghếch và kiêu ngạo, mà hãy là người vâng phục sự chỉ dẫn của Đức Thánh Linh và mong mỏi tìm kiếm lẽ thật. Chỉ có cách này các ngươi mới được lợi. Ta khuyên các ngươi nên bước đi trên con đường tin tưởng vào Đức Chúa Trời một cách cẩn trọng. Đừng vội kết luận. Và hơn thế nữa, đừng quá hờ hững và khinh suất trong niềm tin của các ngươi vào Đức Chúa Trời. Các ngươi cần biết rằng, ít nhất, những người tin vào Đức Chúa Trời cần khiêm nhường và tôn kính. Những người đã nghe về lẽ thật mà vẫn hích mũi kiêu ngạo là những kẻ dại dột và ngốc nghếch. Những người đã nghe về lẽ thật mà vẫn bất cần kết luận hay chỉ trích nó là những kẻ đầy lòng kiêu ngạo. Không ai tin vào Giê-xu lại có tư cách rủa xả hay chỉ trích những người khác. Tất cả các ngươi đều cần phải trở thành người có ý thức và người chấp nhận lẽ thật. Có lẽ
khi đã nghe về con đường của lẽ thật và đã đọc về lời của sự sống. Người tin rằng chỉ có một trong số 10.000 lời này là nhất quán với những niềm tin của ngươi và Kinh Thánh. Vậy thì ngươi nên tiếp tục tìm kiếm trong số 10.000 lời này đi. Ta vẫn khuyên ngươi nên khiêm nhường, không nên quá tự tin và không nên tâng bốc bản thân mình quá cao. Với tấm lòng chứa đựng sự tôn kính Đức Chúa Trời đơn sơ như vậy, ngươi sẽ có được sự sáng vĩ đại hơn. Nếu ngươi cẩn thận xem xét và liên tục suy ngẫm những lời này, ngươi sẽ hiểu chúng có phải là lẽ thật hay không, và chúng có phải là sự sống hay không. Có lẽ khi chỉ mới đọc vài câu, một số người sẽ mù quáng chỉ trích những lời này, cho rằng điều này chẳng có gì ngoài một chút khai sáng của Đức Thánh Linh, hoặc đây là Christ giả đến để lừa gạt con người. Những người nói những điều như vậy thật là bị sự ngu ngốc làm cho mù quáng. Người hiểu quá ít về công việc và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, và ta khuyên ngươi nên bắt đầu lại từ đầu. Các ngươi không được mù quáng chỉ trích những lời Đức Chúa Trời bày tỏ vì sự xuất hiện của các Christ giả trong những ngày sau rốt, và ngươi không được trở thành người báng bổ Đức Thánh Linh vì các ngươi sợ sự lừa dối. Đó chẳng phải là một điều rất đáng tiếc sao? Nếu sau khi đã xem xét kỹ càng, ngươi vẫn tin rằng những lời này không phải là lẽ thật, không phải là con đường và không phải là sự bày tỏ của Đức Chúa Trời, thì cuối cùng ngươi sẽ bị trừng phạt và ngươi sẽ không được phước lành. Nếu ngươi không thể chấp nhận lẽ thật được phán vô cùng dễ hiểu và rõ ràng như thế, thì chẳng phải ngươi không thích hợp cho sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời hay sao? Chẳng phải ngươi là người không đủ may mắn để trở lại trước ngai của Đức Chúa Trời sao? Hãy nghĩ về điều đó, đừng hấp tấp và bồng bột, và đừng xem niềm tin vào Đức Chúa Trời chỉ là trò chơi. Hãy suy nghĩ vì đích đến của ngươi, vì triển vọng của ngươi, vì sự sống của ngươi, và đừng đùa giỡn với bản thân mình. Ngươi có thể chấp nhận những lời này không?